Sản phẩm cốm Bắc Hà và bánh trưng đen Bắc Hà đã được công bố nhãn hiệu chứng nhận 45 cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn huyện đủ điều kiện sử dụng nhãn hiệu này. Sau 2 năm triển khai thực hiện dự án thẩm định xét duyệt hồ sơ, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận bánh trưng đen Bắc Hà và cốm Bắc Hà cho tổng số 45 cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện sử dụng nhãn hiệu. Khi có nhãn hiệu chứng nhận, sẽ khẳng định được chất lượng, thương hiệu sản phẩm, nâng cao giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, qua đó góp phần tích cực vào phát triển kinh tế tại địa phương. Không chỉ là món ăn truyền thống, những năm gần đây, cốm và bánh trưng đen còn trở thành sản phẩm mũi nhọn, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân ở Bắc Hà.